Ngày 30 tháng 11, Đại học Oxford của Anh cho biết là chưa có bằng chứng cho thấy là các vaccine hiện nay không thể bảo vệ người nhiễm biến thể Omicron trở bệnh nặng. Đại học Oxford nêu rõ bất chấp sự xuất hiện của các biến thể mới trong năm qua, các vaccine tiếp tục tạo ra được mức độ bảo vệ rất cao đối với các bệnh nhân COVID-19 thể nặng và đến nay không có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có sự khác biệt so với các biến thể khác. Cho đến nay, dữ liệu về biến thể Omicron vẫn hạn chế Do vậy, trường Oxford sẽ đánh giá một cách cẩn thận về tác động của vaccine ngừa COVID-19 do trường phối hợp với hãng dược phẩm AstraZeneca bào chế đối với biến thể mới này. Đại học Oxford cũng nhấn mạnh sẵn sàng phát triển một phiên bản vaccine cập nhật với hãng AstraZeneca nếu thấy cần thiết phải làm như vậy. Ngày 30 tháng 11, ít nhất 14 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự ở Azerbaijan. Theo các quan chức Azerbaijan, chiếc trực thăng quân sự thuộc biên chế lực lượng an ninh biên giới bị rơi ở khu vực miền Đông của nước này khi đang thực hiện chương trình huấn luyện. Trong số 14 người thiệt mạng có 13 binh lính, vụ tai nạn cũng khiến hai người khác bị thương. Ngày 30 tháng 11, giới chức Anh yêu cầu Meta, là công ty chủ quản của Facebook, bán nền tảng ảnh động Giphy vì cho rằng việc Facebook sát nhập nền tảng này thì sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh và quảng cáo. Cơ quan quản lý cạnh tranh và thị trường của Anh, CMA cho biết đã đưa ra quyết định yêu cầu công ty chủ quản của Facebook bán nền tảng ảnh động Giphy sau khi tham vấn với các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan và nghiên cứu những giải pháp cụ thể mà Facebook đưa ra. Hồi tháng trước, CMA đã phạt Facebook hơn 50 triệu bảng vì cố ý không đáp ứng các yêu cầu của nhà chức trách trong cung cấp các thông tin chi tiết về thương vụ sáp nhập này. CMA đưa ra yêu cầu trên vì mô hình sáp nhập này đã tác động tới môi trường cạnh tranh trên thị trường quảng cáo hình ảnh hiển thị. Cơ quan này cho rằng nếu không hành động, Facebook sẽ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng trên thị trường mạng xã hội bằng cách kiểm soát khả năng tiếp cận các hình ảnh động từ Giphy của các đối thủ. Thành phố nổi đầu tiên của thế giới sẽ được xây dựng ngoài khơi Hàn Quốc vào năm 2025. Công trình này được coi là biện pháp giúp con người tồn tại trong điều kiện mực nước biển dâng. Thành phố nổi của Hàn Quốc là một tập hợp các bệ nổi hình lục giác, được gia cố bởi một lớp đá vôi cứng hơn bê tông gấp hai lần. Thành phố được thiết kế để chống chịu được cơn bão cơm năm. Khi nước dâng cao, các bệ nổi cũng được dâng cao. Thành phố nổi sẽ tự sản xuất ra lương thực, năng lượng và nước ngọt. Các tấm pin mặt trời lắp trên các tòa nhà sẽ tạo ra điện. Các lồng bên dưới giàn có thể được sử dụng để nuôi sò so điệp, tàu bẹ hoặc các dạng hải sản khác trong khi hệ thống thủy sinh có thể sử dụng chất thải từ cá để bón cây. Chi phí cho việc thi công thành phố nổi ước tính vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ.